Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 28 tháng 7 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thì mưa dông vẫn xảy ra rải rác tại khu vực Bắc Bộ, tập trung chính tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh và Hải Phòng. Mưa khiến cho nền nhiệt tương đối mát mẻ cùng độ ẩm không khí dồi dào, phổ biến trên ngưỡng 90%. Đến trưa chiều nay thì Bắc Bộ trời tạnh ráo hơn, đôi lúc hửng nắng và nhiệt độ chỉ dao động từ 30 cho đến 33 độ. Dự báo trong những ngày tới thì trạng thái thời tiết mưa nắng đan xen như vậy sẽ tiếp tục diễn ra, khiến cho thời tiết luôn mát mẻ và dễ chịu. Phải từ ngày 31 tháng 7 khi khối khí biển hoạt động tại Bắc Bộ suy yếu thì mưa sẽ giảm trên toàn khu vực và nắng lại xuất hiện và nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng lên mức từ 31 cho đến 34 độ. Tại Trung Bộ, rãnh mây dông gây mưa đã di chuyển xuống và có trục vắt ngang qua các tỉnh Bắc Trung Bộ. Vì vậy, mưa dông tiếp tục xảy ra trong những ngày tới tại khu vực này. Thời điểm mưa chủ yếu là khoảng chiều tối và đêm. Vùng mưa chính tập trung tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Quảng Ngãi. Mưa có khả năng kéo dài nên nhiệt độ cao nhất vào ban trưa tại đây vẫn duy trì ở mức từ 30 cho đến 33 độ. Do mưa diễn ra mạnh mẽ vào thời điểm tan tầm, nên người dân tại đây cần lưu ý khi lưu thông trên đường nên trang bị cho mình áo mưa để tránh bị ảnh hưởng đến sức khỏe bởi những cơn mưa vừa và dông. Bên cạnh đó, thì gió mạnh có thể cuốn theo bụi, khiến cho việc đi lại trên đường gặp nhiều khó khăn. Người dân cần hết sức cảnh giác và thận trọng. Trở vào khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông tiếp tục duy trì với cường độ tăng dần trong khoảng thời điểm chiều tối. Dự báo trong những ngày tới thì một vài nơi tại Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có lượng mưa vừa từ 20 cho đến 30mm. Mưa nhiều khiến cho độ ẩm ở đây luôn dồi dào và phổ biến ở mức từ 85 cho đến 88%. Nhiệt độ trưa chiều tại đây không có gì biến đổi nhiều, dao động quanh ngưỡng từ 26 đến 29 độ ở Tây Nguyên và từ 29 cho đến 32 độ ở khu vực Nam Bộ. Và tiếp theo là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ ngày 29 đến ngày 31, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng khả năng sạt lở đất. Nhiệt độ cao nhất là từ 29 cho đến 32 độ, riêng ngày 31 từ trưa chiều thì nền nhiệt độ tăng thêm từ 1 cho đến 2 độ. Trong 3 ngày tới, tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng khả năng sạt lở đất ở vùng núi, nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 33 độ. Riêng từ ngày 31 từ trưa chiều thì nền nhiệt độ sẽ tăng thêm khoảng từ 1 đến 2 độ. Trở vào các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, thời tiết trong những ngày tới phổ biến trong trạng thái là mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở các huyện vùng núi, nhiệt độ trưa chiều sẽ dao động quanh ngưỡng từ 30 cho đến 33 độ. Tại khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 7, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Trong cả 3 ngày tới, tại vùng cao Tây Nguyên, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ cao nhất sẽ dao động trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ. Đối với khu vực Nam Bộ, từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 7, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ. Tại thủ đô Hà Nội, trong 3 ngày tới, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 33 độ. Riêng từ ngày 31 tháng 7, từ trưa chiều thì nhiệt độ sẽ tăng thêm khoảng từ 1 đến 2 độ, phổ biến từ 31 cho đến 34 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, thưa quý vị, tại khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, trong những ngày tới gió có hướng Đông Nam đến Nam duy trì hoạt động trên khu vực, mưa dông tiếp tục diễn ra rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10 km trong mưa. Trong cơn dông thì người dân cần đề phòng lốc xoáy và gió rất mạnh. Tại khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa, gió thịnh hành theo hướng Tây Nam có cường độ mạnh cấp 5, mưa rào và dông rải rác tiếp tục duy trì, khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10 km trong mưa. Trong cơn dông thì người dân cần đề phòng có lốc xoáy và gió rất mạnh. Bản tin dự báo thời tiết cho 3 ngày của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.